Hello các bác nhé. Em quay một cái đoạn video để nói cho một cái bác khách, bác ấy đang hỏi em cái con máy thổi lá, thổi 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 lá thổi bụi ấy. Thì em còn mấy con nhé, rất là đẹp luôn. Đây em có cả Estin này, Tanaka này, nói chung là ống đầy đủ nha các bác. Thì tay cụt thì em rất là nhiều nhá. Tay cụt thì nó sẽ dao động khoảng tầm từ 1 triệu 9, 2 triệu, 2 triệu 2 tùy con nhé các bác. Còn thổi lá đây thì nó như con Estin này. Đó, con Estin này ống nước đầy đủ ấy nha các bác. Dòng này công suất rất là lớn nha. Thổi rất là mạnh luôn. Đó. Tanaka này. Tanaka này thì em bán giá nó sẽ dao động khoảng tầm 1 triệu 9 một con. Đó, 1 triệu 9, 2 triệu tùy con nhé các bác. Còn Estin thổi lá này thì nó cao hơn chút, nó khoảng hơn 2 triệu. Đó, em giới thiệu qua cho các bác khách nha. Để các khách nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em để trên góc màn hình là 0947 207 718 nhé các bác. Rồi tay cụt đây thì em có con Tanaka này, à con Makita này. Con Makita này thì em sẽ bán cho các bác 1 triệu 9, em bao ship luôn, bao ship. Em sẽ thay xích mới nhá, xích này là xích cũ. Đó, tình trạng của máy thì rất là zin, rất là đẹp. Đó, con này thì nó khoảng tầm 4 kg. Echo này, những cái con này thì em sẽ bán khoảng tầm 2 triệu 2 nhé các bác. Bác nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp em để em quay chi tiết từng con nhé. Những cái con này em bán 2 triệu một con bao ship nha các bác. Máy của em báo là em sẽ bao ship cho các bác nha. Đó. Như con này. Con này làm xích đầy đủ thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2 triệu 2 một con. Bao ship toàn quốc, bảo hành 6 tháng nha các bác. Bảo hành 6 tháng, bảo hành bên em là bảo hành miễn phí nha, chứ không phải bảo hành cái kiểu ấy đâu. Rồi. Echo rất là nhiều các bác. Echo rất là nhiều luôn. Máy rất là đẹp. Echo này, mã của máy thì là 33 3001 này. Con này thì là 3300T này. Đó. 3400T này. Tanaka. Makita này. Rất là đẹp nha các bác. Rất là đẹp luôn. Bác khách cho bác hỏi con Makita tay cụt đẹp xuất sắc thì đây. Đây là một con Tanaka Makita tay cụt. Con này có thắng xích đầy đủ nha bác. ME333T nha bác. Con này thì lam xích này, lam zin. Lam zin xích zin này. Xích gần như là chưa dùng luôn. Xích mới gần như là chưa dùng. Hàng bãi theo máy về nha bác. Xích theo máy về gần như là chưa dùng luôn. Rất là đẹp. Con này thắng xích đầy đủ này. Thắng xích đầy đủ nha bác. Rồi ok, con này thì em sẽ bán cho các bác là giá là 2 triệu 300 nghìn. Em sẽ bao ship toàn quốc, tặng một rũa này, một đồ mở buji này và một cái buji. Nếu mà không lấy buji thì em tặng một cái bao lam nhá. Nếu mà không lấy buji thì em sẽ tặng bao lam. Rồi ok, đây là những con Hitachi tay cụt. Hàng này hàng rất là VIP nha. 33cc. Tanaka những cái dòng hàng VIP đây. Đây là những cái hàng VIP. Tanaka này. Những con này rất là đẹp đúng không? Tanaka 330 này. Đây. Này em sẽ bán cho các bác là 2 triệu bao ship, tặng vẫn tặng đủ đồ nha các bác nhé. Tặng 3 món, rũa, tàu và buji. Hoặc là nếu mà không lấy buji thì em sẽ tặng bao lam. Đó. Những cái con máy như thế này. Con này là chắc có lẽ là chụp giật này. Rồi ok. Thế nào lại ráp lộn cái chụp giật này vào đây. Chắc kiểu như là khi mà gắn vệ sinh nó gắn lộn thôi. Không biết lộn nó con nào vào đây. Đó. Tanaka này, những con Tanaka này.
cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn các bác. Hơi nhé, em lấy chân em giữ nhá, hơi mà cầm dây nhấc cái máy lên luôn các bạn, nó không có tụt mà. Các bác thấy cái hơi nó tốt như thế nào. Hàng bãi, hàng bãi thì không phải là cứ hàng bãi là hàng cũ là bỏ đi đâu các bác. Hàng Nhật nó xài rất là ít nha. Đây là một con Makita, một con Makita, con này thì mới 90%. Đó. Này, tem trước mặt nó còn cực kỳ đẹp luôn các bạn, con này cực kỳ đẹp luôn. Bộ chế nằm phía sau này, công tắc on off, ốp lam. Con máy này rất là đẹp, em để đây nó bụi nha các bạn, bụi này. Đó, em lau đi cái nào. Makita. À, con này có bên trong nó hơi đen chút nhưng không sao nha các bác. Có thăng xích đầy đủ đàng hoàng luôn. Bác về dùng cái con này máy Nhật mà cái tình trạng nó còn 90% thì các bác dùng biết bao giờ chẳng hư được. Bác sẽ so sánh giữa một con máy Nhật cũ và một cái con máy Trung Quốc mới, thì tất nhiên là hàng hàng nếu mà về ổn định thì dòng Nhật nó sẽ rất là ổn định. Còn Trung Quốc mới thì các bác bỏ đồng tiền ra thì các bác có xác định là mua một con máy mới thì các bác yên tâm được cái thời gian đầu. Thì nói chung là nó sẽ không có bền bằng. Thì những cái dòng máy Nhật này thì nó rất là bền. Đồ đạc của nó rất là nhiều nhá. Đồ của nó rất là nhiều. Các bác mua máy bên em thì cần cái gì thì cứ liên hệ. Cái phụ tùng gì cần hỗ trợ gì cứ inbox em nhá. Khách hàng mua máy thì inbox giúp em. Đấy, em quay qua một cái video này tại vì có thể là ngày mai em sẽ phát trực quay từng con một luôn, giới thiệu nó cho các bác nha. Ở đây em quay sơ qua như vậy để các bác biết, nếu như mà ưng cái con máy nào thì cứ liên hệ trực tiếp giúp em nha. Còn những con máy thổi lá như thế này thì ống của nó đầy đủ nha các bác. Ống đầy đủ luôn. Đó. Mua máy thổi lá thì em sẽ tặng cho các bác một cái đồ mở buji và em sẽ bao ship nhé, bán em sẽ bao ship cho các bác. Mua hàng thì các bác chỉ cần đặt cọc giúp em 100.000 thôi, không cần đặt cọc nhiều đâu. Đặt cọc 100.000 thì em sẽ ship hàng tận nơi cho các bác, nhận hàng các bác kiểm tra test máy, kiểm tra rồi mới nhận, rồi mới thanh toán nhé. Uy tín đặt lên hàng đầu và cái quyền lợi của khách hàng nó là cái đáng quý nhất. Đó. Thì em sẽ tạo điều kiện hết tất cả những khách hàng nào muốn mua thì em sẽ tạo điều kiện. Chỉ cần đặt cọc 100.000 thôi nhé, không cần đặt cọc nhiều nhé các bác. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video gần nhất. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Và em giới thiệu cho các bác luôn cái một cái số cái sản phẩm bên em nữa, đó là cái bộ cắt xích, bộ đột xích và một cái máy mài xích máy cưa. Đó, đây là cái máy mài xích máy cưa thì các bác chỉ cần đưa xích lên trên rồi các bác điều chỉnh theo cái góc độ của cái độ muốn các bác độ xéo muốn mài, rồi các bác cắm điện các bác đưa xuống nha. Đưa xuống như thế này thì cái lưỡi đá này nó sẽ mài thì nó mài cái mũi xích bằng cái cạnh đá, nên là tất cả các loại xích thì cái máy này đều có thể mài được nha các bác. Đó, và đây là cái bộ cắt xích thì tất cả các loại cắt xích đều có thể cắt được luôn nha các bác. Đấy, bộ cắt xích này là bộ cắt sắt cắt xích kinh nha. Đó. Hàng kinh thì là có một cái hàng rất là mới và rất là ok nha, đang rất là hot nha các bác. Rồi ok. Thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em đây. Số điện thoại của em ở trên này thì các bác có thể chụp hình lại và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại này. Zalo của em là hai số điện thoại này nha các bác. Tạm biệt bãi. Rồi cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác nha. Em xin báo giá quên mất cái này là 750.000 và chưa bao gồm phí ship. Còn cái này là 380.000 và chưa bao gồm phí ship nha các bác. Đó, hai cái món hàng này thì em không có bao ship tại vì lợi nhuận ở trong này nó không có cao. Em nhập hàng về đây các bác thấy là cái số lượng này. Đó, một kiện như này là 8 cái ở trên này. Đó, số lượng rất là nhiều nha các bác. Đó.
các bác cứ thoải mái đặt hàng nhé, hàng em về mà hôm vừa rồi này, đó, hai kiện là hết rồi, hết trơn rồi này, đó, cái kiện này là kiện thứ hai, mà còn có một cái này thôi, đó, đó kiện này với kiện này là hết rồi này, còn bốn kiện dưới nữa, các bác nào nhanh tay thì đặt hàng nhé, rồi xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác.